rồi. Chào anh nha. Thì Hùng Cao cũng nhận được món quà của từ chị Mạnh Thường Quân để mà trao cho anh á. Thì chạy giữa đường gặp anh với con anh ngồi ở đây coi kìa, coi kìa chị. Thấy tội nghiệp đó. Rồi bé uống cửa rồi kìa, ngoài dọc đường luôn. Rồi sao vậy? Hai cha con ngồi đây vậy? Thấy trời có chân rồi. Ở đây chân rồi giữa đường cho con uống sữa với chị. Con uống sữa hả? Thế ạ. Dạ thì em cũng xin mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Hùng Cao TV. Thì cô chú anh chị, hôm nay Hùng Cao được chị Mạnh Hùng Quân giấu tên cũng gửi nhiệm vụ cho Hùng Cao, cũng như là xem được hai vợ chồng anh, cũng như em có đăng tải video lên. Thì hai vợ chồng trẻ của anh, hai vợ chồng trẻ em này nè, thì bán vé số đó quý anh chị. Giờ em chạy lại đến để mà trao quà, nhưng không ngờ gặp anh giữa đường quý anh chị. Hai vợ con ngồi mà cho uống sữa gì đó, thấy khá là đáng thương hen. Em chào anh nha. Dạ. À, sao mà để hai cha con ngồi ngoài đường uống sữa vậy? Tại vì đang đi bán mà. Ngay nhìn đường bán thì rồi. Thấy cho nó uống sữa cái đi bán tiếp. Nó đói bụng hả? Trời ơi. Con gái ơi, con đói bụng hả? Con. Trời, bé thấy cưng của anh chị. Trời nắng chang chang vậy đó. Giờ này tầm khoảng 12 giờ có của anh chị. Thì em đến để cho anh hay tin vui. Thì bây giờ em có phương án như thế này, thì cũng chị Mạnh Thường Quân cũng nhờ em, cũng như bây giờ anh thiếu nợ là ở đâu ha, thì dẫn em đến thì em trả cho em, đưa tiền cho anh trả cho người đó một phần nữa nào đỡ nữa đấy. Thì anh nói kỳ gọi là thiếu bao nhiêu? Dạ, 3 triệu. 3 triệu ha. Thì thôi bây giờ chị đó gửi là 100 đô, là chuyển khoản cho Hùng Cao là 2.390.000 đó. Thì bây giờ anh chích cái hai triệu đó, chị Mạnh Hùng Quân kêu á trả đỡ 2 triệu đó đi. Dạ. Cho nó nhẹ lại để mà bán cho có dư giả, nó không phải đóng tiền góp nữa nha. Dạ. Đó thì bây giờ anh sẽ dẫn em đi nha, em dẫn anh đi để trả tiền cho em. Rồi bắt đầu mình về phòng trọ mình trò chuyện tiếp nha. Rồi, ok em, vé số thấy còn khá là nhiều luôn á quý anh chị. Bữa nay bán hơi chậm hả? Long An Hậu Giang là bán chậm nhất luôn á. Đó thì tay cầm phải nắp theo đứa con đi, không đi con hen đi. Đứa lớn ở nhà mẹ giữ hả? Trời ơi thiệt cưng chưa, ở lòng nào na anh ta ra phơi nắng vậy đó. Không còn gì mà để tả luôn á. Chạy với xe đạp đúng không anh chị? Xe đạp của anh nè. Rồi ở cái cổ xe đạp anh nè. Là chỉ có một chiếc này thôi hả? Hả? Xe người ta cho không hả? Nhà còn chiếc. À người ta cho hả? Nhưng mà có bánh xe kìa. Cầu an chứ. Bánh xe cái lúc lắc kìa. Chở thêm nhỏ. Quá trời. Ông
Ngốt mà để ở nhà là khóc á. Cái chủ nợ gần đây không? Rồi. À, thì hai vợ con nãy giờ đó, thằng Lội nãy giờ đó đạp xe đạp tót tét đó, giờ tới nhà kìa, nhìn mặt kìa kìa. À, em ơi, cho anh hỏi nè, thì hôm bữa giờ mình thế nào anh? Thế nào em? Đây cũng tạm ổn. Và cũng tiền cũng lo chụp mua trả sữa rồi tôi cũng nói với mình ăn. Thì chiều nay tính đi mua 5kg gạo. Thêm 5kg gạo nữa. Chút nữa có gì á, tại vì hồi sáng này phát gạo á, tại vì cũng ít quá nên không có 5kg à. Thì thôi thì hồi nữa anh sẽ trích số tiền của anh mua cho em 5kg gạo ha. Thì bây giờ Hồng Cao cũng làm theo nhiệm vụ của chị Minh, không muốn giấu tên đó, thì cũng coi như là kêu Hồng Cao phải tặng tặng mắt để mà cho anh trả cái số tiền đó, coi có thực tế hay không đó, thì Hồng Cao sẽ làm theo nhiệm vụ. Thì bây giờ anh đã điện rồi, thì chú đó nói là tầm khoảng nửa tiếng nó mới chạy lại, thì giờ Hồng Cao bắt buộc phải ngồi chờ thôi quý anh chị. Thì Hồng Cao nhận nhiệm vụ là như thế nào thì Hồng Cao làm như thế đó, không bỏ cuộc nha quý anh chị. Thì dù nửa tiếng nó cũng không có bao nhiêu, thì thôi Hồng Cao sẽ đợi đến khi nào anh chủ nợ đến để cho em ấy trả nợ xong, để cho em có thể mà giống như bớt nhẹ gánh nặng đi cái phần nào, để cho hai vợ chồng cố gắng làm ăn bán được dư giả thêm ha. Chứ mà để mà trả nợ rồi đóng cứ đóng hoài đóng không hết, thì cái số tiền đó đi bán cực khổ nữa. Nãy giờ cô chú anh chị cũng thấy hai cha con ngồi phơi nắng đó, thì đó cực khổ lắm. Trời ơi, nhỏ nữa đó. Ơi sao con kêu à đó. Thì anh có biết chị Sam đau không? Biết hả? Rồi nãy thấy chiếc xe đạp á chạy lúc lắc lúc lắc. Đây là xe cũ người ta cho. Có định khi nào mà mình kiếm mua chiếc xe Honda để chạy cho nó ngợi hơn, nó khỏe hơn. Đánh đại mất mất tiền lên mua xe cả triệu mấy vậy đó chạy. Triệu mấy không có giấy tờ bắt là bỏ xe luôn á, rồi bỏ chứ, tiền nữa đó. Chứ giờ là cái chỗ mà cho em lấy số nè, nói là để mua giùm, mua giùm thì phải góp ngày cũng 50.000 gì đó. Đó hả? Mua giùm mà phải trả tiền góp nữa hả? Vì bà cũng cho lấy số rồi bà thấy đi xe đạp nè. Là mua dành xe trả 3 triệu mấy gì đó. Bà nói có ngày góp 50, ngày nào không có thì thôi. Bây giờ mình có bằng lái không? Có bằng lái hả? Nếu mà có bằng lái thì xe nó không sao, nhưng mà đừng phải mua mà có giấy tờ, chứ không có giấy tờ mua là bỏ xe ha. Giấy tờ thì giờ phải cỡ 7-8 triệu một chiếc. Thì sau cái video này thì Hùng Cao đăng tải lên, cũng mong anh cũng như hữu duyên để mà được cái chân, để mà cũng như là cái phương tiện để cho cái chân đi bán đỡ cực hơn đó. Rồi na theo nhỏ nữa, cái xe Honda thì nó sẽ khỏe hơn, cái đạp thì đạp có các nhỏ ngồi thấy mệt quá. Thì anh không có giúp được cái gì, nhưng mà anh chỉ giúp được sức thôi. Sức thì nói chung ra thì cỡ nào anh cũng đến để mà giúp hết, không bỏ cuộc. Thì giờ Mạnh Hùng Quân nhờ anh sao thì anh làm vậy, mong em hiểu nghe, chứ không phải là tự ý. Giống như là tại sao mà người ta cho tiền rồi mà sao anh đi giữ làm chi đó. Không có được nha. Thì tại vì thử coi em có thật sự là thiếu nợ hay không, đó là một. Chứng kiến tận mắt và màn hình là hai nha. Đó thì vợ chồng mình có sao thì hãy nói vậy. Thì rồi giờ em hãy như là trình bày về cuộc sống của hai vợ chồng, hai chồng em như thế nào, và cũng như bày tỏ hết nỗi buồn, nỗi ức hay là gì đó, có thể kể hết toàn bộ cho quý khán giả được biết hoàn cảnh của gia đình mình thật sự như vậy không, thì mình mới có được hữu duyên ha. Rồi thì giờ nếu mà trả được bớt 2 triệu này á thì
lúc đó thì bán khoảng 200 triệu dư nhiều hơn. Dạ. Lúc trước thì một ngày mới đóng 101. Tiền số em bán ngày có ít số có 200 mấy là được 200 mà. Đóng 101 thì còn 1 ngàn. Mua trả rồi gạo đó thì nó không còn đông lắm. Để dành cho tiền trọ. Bán thì bây giờ bữa nay thì cứ bãi này ta bán nhiều quá bán không biết lại ta không là chiều nay là phải trả số bớt nữa. Cái đời Hậu Giang cái ngày thứ bảy là ngày số nó khó bán nhất đúng không? Tại vì Hồng Cao cũng có ở sớm cũng không khá là nhiều người bán với số, cũng cả là vợ em cũng bán với số nên em cũng hiểu biết được chút đỉnh thì cái đời Hậu Giang nó khó bán đúng không chị? Ngày thứ bảy nên hôm nay với số anh còn khá là nhiều, còn ngày thường là còn ít thấy không? Thường ngày này bán chút không hết. Bây giờ thì lát nữa chắc hay còn lại bộ đi bán đi xem. Đây hay là bộ bán cho nó nhanh hơn. Rồi bộ bán mà nhanh hơn. Dạ. Vì là bộ mình vô đâu cũng được hết. Xe đạp thì đậu lại. Đậu lại là dừng mất xe luôn. Nên đi bộ đậu vô nhà cái chỗ nào có người ta có nhậu rồi đó. Nhưng mà thường người ta mua nhiều. Mua thì cũng đi ăn. Tại bữa nay ta bán nhiều lắm, vô mày ít người mua lắm. Thì bây giờ trước tiên cũng như là như anh là anh trao cái món quà của mình Vân Thiệt cũng mà kêu em về để mà quay phim thì thôi giờ anh cũng xin chích số tiền ra để mua cho em dùm 5 tờ để cho em nhẹ đi chút nữa hen. Đó thì giờ em hai vợ chồng em muốn lấy 5 tờ nào giùm anh đó lấy đi, lỡ có trúng thì anh sẽ giúp cho hai vợ chồng tội nguyện luôn đó. Ok rồi hai đứa bé nó ê cười hai anh em nè đây còn nho nhỏ rồi ok. Nếu mà Hồng Cao chiều nay mà có trúng đó quý anh chị thì Hồng Cao sẽ giúp cho hai vợ chồng tới nơi tới chốn luôn. Giờ thì Hồng Cao sẽ đợi ha. Rồi bà xã làm sao rồi? Có sức khỏe làm sao rồi? Dạ em cũng khỏe em giờ. Dạ. Khỏe. Nói chung nó chỉ còn ho vài tiếng thôi. Mình có đi khám không? Dạ không, em chỉ uống thuốc thôi. Tại vì cũng có khá nhiều khán giả cũng như là yêu mến vợ chồng. Dạ. Cũng khá là quan tâm đến hai chồng em. Dạ. Cũng hỏi coi dạ, em có bệnh thì có nên đi khám đi. Tại vì mình sinh mẫu thấy không? Nên nó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Dạ. Đó. Bây giờ sức khỏe của em làm sao? Dạ cũng ổn định. Bị cảm thông thường uống hết uống thuốc là được. Nếu mà mình đi ngoài nắng mà mình tán cái số như vậy đó là mình phải đầy đủ đồ như là giới bao tay, tại vì mình còn con nhỏ quá mới mổ đây đó thì mình khỏe khá là yếu thì coi đó mình, hai vợ chồng đó người ta gán bằng ăn hen. Dạ. Thì mong sao hữu duyên hai chồng được một chút nữa giống như là có cái chân để cho anh có thể thuận tiện hơn nữa. Dạ. Vì xe đạp thì đạp khá là gần nữa chứ anh chị, giống như đạp vòng thôi chứ cũng không được đi xa, nếu mà có phương tiện sẽ đi xa hơn, có bán ngợi hơn ha. Thì mình có mong ước không? Rồi, em gái đây nè thì từ lúc sanh hai đứa con như vậy rồi thì có dư có giả rồi mà hai vợ chồng cực khổ mà bán hết toàn bộ vậy đó. Rồi em thấy cuộc sống vợ chồng mình sao em? Dạ em thấy cũng bình thường, chung mình cực thì mình bán hết rồi sau này làm sẽ có lại. Mình thấy mình lo cho con mà cái gì muốn hy sinh vì con thì cũng cháu chứ. Ý em là cuộc sống của em vẫn là bình thường thôi. Dạ. Chỉ có một phần là lúc đầu tại vì hai đứa nó còn nhỏ. Dạ. Nên hai chồng phải ra nhà trọ. Dạ. Trong khi đó em phải chăm lo con thì anh thì phải đi lặn lội bán số. Dạ. Rồi
nhiều khi bán không hết thì phải không có, giống như là không phải bán không hết mà bán ít quá nên không có đủ trang trải, mình phải mượn nợ, không có tiền đóng như nhà trọ mình phải mượn. Ví dụ như bây giờ mình mượn 500, mình không có khả năng đóng, mình phải mượn thêm nữa, mượn thêm 500 nó dồn lên chẳng 1 triệu, rồi từ từ cái mượn 1 triệu là 2 triệu, sau đó từ từ nó dồn lên đúng không? Em phải bày tỏ cho nó thực tế lên ha. Đó chứ mình đừng có nói dồn quá nhiều khi khán giả coi không hiểu ha. Ví dụ như bây giờ em nói là hồi bữa đó là em bán không có hết hay là ít quá nên không có đủ trang trải nên em có mượn chút đỉnh thôi. Đó rồi bắt đầu không có khả năng trả ha. Bắt đầu mình mới mượn thêm nữa. Đó mượn càng mượn. Đó đúng không? Nên không có khả năng, đến bây giờ là 3 triệu không có khả năng trả không? Thì trong khi 3 triệu đó mình đóng là một ngày hết 100 mấy rồi. À thì còn đâu còn bao nhiêu nữa, tả sữa cho con nữa. À vậy là bé này nhầm khi uống sữa hộp, nhầm khi uống sữa mẹ hả? Dạ. Đây thì à mua cho ha, cũng đỡ ha. Vậy là cũng khá nhiều là giống như là bà con cô bác ở ngoài đường thấy tội nghiệp ha, cũng tặng cho em quà ha. Em thấy em còn đáng thương nữa, huống chi là người ngoài của chú anh chị. Em chạy xe em thấy mà em còn không đành lòng nữa, em còn phải quay xe nữa, huống chi là bà con cô bác dọc đường đang đi thì bé còn nhỏ quá, nhìn thấy là đáng thương luôn đó. Phải cổng là người cha phải cổng theo vậy đó, phải nắng ý kêu về ý cười. Thì thôi giờ không nói nhiều nữa hen, thì ông Cao sẽ chờ anh chủ tiền góp lại thì cho anh đưa tiền cho anh trả nha. Thì ông Cao xin trả tiền số trước đây. Dạ con chào chú nha. Dạ thì chú có cho anh vay mượn đỡ tiền không? Thì con có giúp anh á, cũng như là thấy anh bán cái số dọc đường cũng có nhỏ hay tội nghiệp á, thì con cũng đã ghi hình, thì cũng có chị Mạnh Thường Quân dấu tên cũng như là hỗ trợ cho anh để trả cho cái phần nợ nhẹ đi một chút, tuy rằng không hỗ trợ hết được nhưng mà cũng nhẹ được cái phần nào cho anh để mà anh đi bán cái số để nuôi vợ con á chú hen. Tại vì là thực tế hen. Tại giờ thì Hồng Cao sẽ trao 2.390.000 của chị Mạnh Thường Quân gửi, thì Hồng Cao đưa chẳng ha, thì 2.4 triệu ha, tại vì không có tiền lẻ thì bây giờ đây là 2.4 triệu anh đếm lại ha, rồi anh sẽ gửi cho chú ha. Thì Hồng Cao làm là đâu đó cũng giống như là có trên video và thực tế ở ngoài chứ không có gian dối giả dối hơn chú anh chị đó. Thì giờ anh thiếu bao nhiêu? 3.5 triệu. À thiếu tổng cộng tới 3.5 triệu luôn hả? Sao là 3 triệu? Thì đúng rồi, anh chị mượn đặt giặt thêm đó. 3 triệu. Mà tại... góp không được 500 còn 3 triệu đúng rồi. À góp được 500 thực tế rồi. Là 3 triệu. Thực tế lộn, thực tế là 3.5 triệu. 3.5 triệu nhưng à. Mà bấm giờ trả từ từ được 500 rồi. À vậy là trả từ từ hết được 500 ha. À, bấm giờ trả từ 100 rồi thì bán gì. À là tổng cộng còn 3 triệu. À vậy còn 3 triệu. À bây giờ thì anh trả giùm anh bây giờ, nếu mà anh trả hết đó thì sẽ không có tiền xây sở, anh trả 2 triệu cho chú thôi ha, thì chú có thể cũng như là giảm bớt đi cái gánh nặng cho anh thôi đó. Cảm ơn nha. Dạ bây giờ con đã chú 2 triệu. Dạ con cảm ơn chú nhiều nha. Dạ dạ. À, dạ thì thôi cô chú anh chị, thì giờ Hồng Cao cũng hơi bận này, thì nãy giờ Hồng Cao cũng đã hỏi cũng như là thực tế và kỹ càng hơn, thì cũng đợi chú cho mượn tiền đó. Hồi nãy nghe anh nói là không có lấy tiền lời à? À tốt quá vậy ta, không có lấy tiền lời luôn quý anh chị, là coi như là mình mượn 1 triệu là trả 1 triệu thôi. À vậy là trả 2 triệu rồi, mình còn 1 triệu mình trả 1.000, 1.000, 10.000 là hết. À, cũng khá tốt của chú anh chị. À, chú khá là hiền ha, nãy nhìn mặt chú cũng khá là hút hậu đó. Thì thôi mình được Mạnh Hùng Quân hỗ trợ như vậy rồi thì mình hãy cố gắng mà để buôn bán nhiều hơn và tích lũy được cái phần nào cho vợ con mình trở cuộc sống hàng ngày ha. Thì nếu mà có hữu duyên nữa em sẽ đến nữa. Rồi thì thôi giờ em cũng xin tạm thời khép video ha, cũng xin chúc tất cả các chú anh chị ngày mới cũng như là vui vẻ hạnh phúc, hạnh thịnh vượng, hạnh phúc gia đình luôn nha. Chào tạm biệt các chú anh chị.